Thịt mỡ lại là nơi tích lũy của rất nhiều độc tố. Do đó là gì ạ? Khi chúng ta ăn thịt mỡ thì chúng ta có thể vô tình đưa cái độc tố đấy vào cơ thể chúng ta. Và các bạn biết rồi, độc tố thì nó sẽ gây nên nhiều tình trạng bệnh. Và cái bệnh mà nó gây ra hậu quả nghiêm trọng đó là bệnh viêm nhiễm mãn tính và hiện tượng rối loạn chuyển hóa. Còn tại sao lại chúng ta ăn thịt mỡ? Thịt mỡ lại có chứa nhiều độc tố, vì chúng ta biết rằng là gì ạ? Các độc tố thì thường là thần dầu và nó gì ạ? Được hòa tan cũng như tích lũy ở trong lớp mỡ. Do đó là gì ạ? Khi chúng ta ăn thịt mỡ tức là chúng ta đưa độc tố vào. Cho nên khi chúng ta ăn thịt thì chúng ta hạn chế đến việc sử dụng ăn thịt mỡ. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hello Dược Sĩ, trò chuyện cùng dược sĩ. Ở video trước thì tôi đã chia sẻ cho mọi người về cái mối tương quan giữa bệnh béo phì và độc tố trong cơ thể, cũng như hậu quả của béo phì. Hôm nay thì tôi sẽ đề cập đến cái nội dung cũng liên quan đến độc tố, đó là các loại thực phẩm mà có chứa hàm lượng độc tố cao. Thực tế thì các loại thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể thì đều có thể có chứa độc tố. Tuy nhiên thì cái hàm lượng độc tố và các loại độc tố trong các loại thực phẩm đấy nó sẽ là khác nhau. Ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ đến hai loại thực phẩm mà có chứa hàm lượng độc tố cao, chúng ta cần thận trọng. Đầu tiên phải nhắc đến đó là thịt mỡ. Chúng ta biết rằng là hiện nay thì việc sử dụng thịt mỡ ấy thì cũng không phải là quá nhiều. Nhưng thịt mỡ lại là nơi tích lũy của rất nhiều độc tố. Do đó là gì ạ? Khi chúng ta ăn thịt mỡ thì chúng ta có thể vô tình đưa cái độc tố đấy vào cơ thể chúng ta. Và các bạn biết rồi, độc tố thì nó sẽ gây nên nhiều tình trạng bệnh. Và cái bệnh mà nó gây ra hậu quả nghiêm trọng đó là bệnh viêm nhiễm mãn tính và hiện tượng rối loạn chuyển hóa. Còn tại sao lại chúng ta ăn thịt mỡ? Thịt mỡ lại có chứa nhiều độc tố, vì chúng ta biết rằng là gì ạ? Các độc tố thì thường là thần dầu và nó gì ạ? Được hòa tan cũng như tích lũy ở trong lớp mỡ. Do đó là gì ạ? Khi chúng ta ăn thịt mỡ tức là chúng ta đưa độc tố vào. Cho nên khi chúng ta ăn thịt thì chúng ta hạn chế đến việc sử dụng ăn thịt mỡ. Cái loại thực phẩm thứ hai mà có chứa hàm lượng độc tố cao tôi muốn chia sẻ đến mọi người đó là các loại phụ gia thực phẩm. Và các bạn chú ý rằng là các cái loại thực phẩm mà chúng ta ăn liền ấy thì hoặc là chế biến sẵn ấy thì có chứa rất nhiều chất phụ gia. Theo ước tính và theo cái hệ số thống kê thì người ta thấy rằng là mỗi một người Việt Nam trong một năm có thể sử dụng đến 25 kg chất phụ gia. Một con số quá là kinh khủng. Chúng ta biết rằng là chất phụ gia thì cũng có hàm lượng rất là nhỏ trong mỗi lần ăn, nhưng tích tụ đến một năm thì có tính đến 25 kg chất phụ gia trên một đầu người. Và chất phụ gia thực phẩm này thì có thể được xem là một trong những cái thực phẩm có chứa hàm lượng độc tố rất là cao. Cho nên các bạn thấy rằng là khi chúng ta ăn các cái thực phẩm mà có chứa chất phụ gia ấy thì thông thường chúng ta cảm thấy rằng là cái việc tiêu hóa rất là khó khăn, rất là nhiều, vì cái việc tiêu thụ chất phụ gia rất khó được diễn ra. Đòi hỏi cái việc làm việc liên tục và nó phân giải chất phụ gia rất là khó khăn. Chính cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc mà cái chất phụ gia nó khó tiêu thụ ấy, đó là nó có chứa các cái chất độc tố cao. Và khi chúng ta đưa độc tố vào cơ thể thì như ta biết rằng nó gây ra nhiều tình trạng bệnh lý. Ví dụ như là bệnh viêm nhiễm mãn tính này, rối loạn chuyển hóa này, còn có liên quan đến quá trình giải độc. Và khi liên quan đến quá trình giải độc tức là nó cũng thể hình thành các bệnh về gan, vì gan chính là cái cơ quan giải độc chính của cơ thể. Như vậy thì để chúng ta có được một cái cơ thể khỏe mạnh và không tạo gánh nặng cho bất cứ bộ phận nào thì cái việc mà chúng ta lựa chọn ăn gì là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng, bên cạnh cái việc chúng ta kết hợp với việc chúng ta vận động. Do đó thì để hạn chế đưa cái lượng độc tố vào cơ thể thì các bạn hạn chế sử dụng thịt mỡ và các chất phụ gia thực phẩm. Tất nhiên thì các bạn chú ý rằng là các chất phụ gia thực phẩm này nó sẽ có nhiều trong các chế phẩm, các cái loại thực phẩm mà chúng ta đã được chế biến sẵn. Đấy, ví dụ như là mì tôm này. Đấy, thì tất cả những loại chế biến sẵn như thế thì cái hàm lượng chất sắt là cao, vì nó phải để tạo ra cái vị ngon, tạo ra được vị hương thơm và nó phải được bảo quản tốt. Đấy, và tất cả để đáp ứng những điều đấy thì cái lượng phụ gia sử dụng rất là nhiều.
chúng ta có thể không sử dụng phụ gia cho quá trình chế biến thức ăn của chúng ta, nhưng nếu chúng ta ăn các loại thực phẩm đấy thì có nghĩa rằng là chúng ta đang đưa một cái hàm lượng chất phụ gia rất lớn vào cơ thể. Các bạn nhớ nhé, nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy để lại chúng tôi một lượt like và nhớ đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo các video tiếp theo.